một con đèn 300W năng lượng mặt trời đấy. Con này nếu mà để mà sáng thì là cũng phải là sáng chế độ sáng mờ mờ ấy, thì phải được sáng suốt đêm đến sáng nhá. Đấy, thời gian cũng không khá khá là lâu ấy. Tuy nhiên thì em muốn để cái chế độ sáng nhất mà phải suốt đêm vì điện làm ban ngày là thừa nhé. Đấy, thì đây có cái lô pin 3,2V 15A. Đấy, em đang tính là sẽ chế vào đây. Đấy, chế vào đây. Còn nếu như không chế được thì em sẽ câu dây ra và ròng xuống để cho nó thời gian sáng nó được kéo dài hơn và nó sáng hơn nhé. Bây giờ em sẽ tiến hành tháo ra nhé. Do để ở ngoài trời cho nên là nước mưa sau 25 nhé. Chiếc đèn này chạy là được 25 rồi đấy. Thế nên là giờ nó ốc nó han hết, tháo rất là khó. Tuy nhiên là đèn thì bằng hợp kim gang cho nên là không bị han, chỉ tuy nhiên là ốc sẽ bị han thôi. Đấy, đây là bên trong của đèn này. Bên trong của đèn thì con này thì mạch sạc xả bảo vệ của nó thì em đã thay rồi nhé. Đấy, mạch nguyên bản của nhà sản xuất thì là nó nởm lắm, nó chỉ được khoảng mấy a thôi, thì sạc xả nhiều nó cháy rồi. Đấy, thì đây là quả pin 32650 đấy, nhưng mà nó hình như nó bọc lại ấy, cũng là pin tháo khối, chắc là pin tháo khối của bên Trung Quốc hay là bọc lại vỏ. Đấy, thì tuy nhiên thì độ sáng thì cũng còn khá là ok, nếu dùng cho năng lượng mặt trời thì lạp đầy là cũng phải sáng được khoảng tầm 11 tiếng. Đấy, 11 tiếng là sáng chế độ sáng mờ đấy. Đấy, đến nhiều khi là em dậy là vẫn thấy đèn sáng. Đấy, nghĩa là cũng cái này thì em bọc lại này. Đấy, bọc lại và thay mạch sạc xả. Thì trước đấy là mạch sạc xả của nó thì đã bị cháy rồi. Đấy, mạch sạc xả của nó thì công suất nó nhỏ và nó lắp mạch rẻ tiền. Đấy, thì tuy nhiên thì là nhà em đã bỏ ra chưa thay lõi pin, nhưng mà chỉ thay cái mạch thôi. Đấy, mạch thì em cũng có thay và chưa quay video cho các bác xem được. Thì đấy, thì thay cái mạch này thì cũng rất là đơn giản thôi. Đấy, có hai đầu battery và hai đầu sạc xả chung. Đấy, con này thì 6 MOSFET. Đấy, tuy nhiên thì vỏ ngoài của pin là không ghi bất kỳ một thông số gì nhé. Đấy, thì em nghĩ là cái này tháo khối ở một cái khối nào đó xong là bọc lại vỏ. Đấy, bọc lại vỏ. Tuy nhiên thì vẫn không em dùng 25 rồi mà cái lượng lạp xả của nó thì là ngày nào cũng như ngày nào. Đấy, có nghĩa là không hôm nào nghỉ cả, tại vì em để chế độ đèn năng lượng mặt trời thì em để auto, cứ hết nắng là tự sáng, mà có điện thì lại tự bật. Đấy, em thì em để chế độ ngoài trời và đến năm nay là năm bước sang năm thứ hai và chưa có hiện tượng gì xuống pin. Đấy, tuy nhiên thì hôm nay em sẽ vẫn cứ là thay cái pin của xe đạp điện để em dùng thử. Đấy, em dùng thử xem như thế nào. Nếu mà ok thì em sẽ mua hẳn loại pin mới dung lượng cao thì em hỗ trợ để cho nó sáng được chế độ sáng mạnh nhất và sáng lâu nhất, thì để cho cái sự an ninh nó được đảm bảo. Đấy, thì cái này để mà nói là thu hồi vốn thì cũng không biết được là khi nào mà thu được hồi vốn đâu. Nhưng em mua đèn này là em mua hoàn toàn là không có tấm pin, vì em mua một tấm pin to, sau đó là qua mạch hạ áp để hạ về 7V. Đấy, hạ từ 45V xuống 7V để lạp nhé. Em mod được
mót được từ cái mạch hạ nguồn của xe đạp điện ấy. Đấy. Xe nó hạ được xuống 12V và em mót lại hạ xuống cho xuống 7V. Đấy, tuy nhiên là mạch và pin này hiện tượng là không có vấn đề gì. Đấy, vẫn dùng rất là ok. Đấy, hôm nay em có ý tưởng là em sẽ thay cái khối pin này bằng cái pin của xe đạp điện. Pin xe đạp điện nhưng mà nó đã bị phồng rồi, dung lượng nó giảm rồi. Đấy là em dùng thử thôi. Đấy, 4 quả. Cái trước em mua thì là 6 quả thì sáng được lâu hơn. Còn cái này thì họ cắt bớt đi, họ ấy cắt bớt cái pin đi để nó giảm giá thành và lợi nhuận cao. Thì là còn có 4 quả thôi. Pin này là theo như kích thước như này thì là pin 32650. Đấy, dung lượng khoảng là 6.000, nhưng mà chắc không còn được 6.000 nữa, chắc chỉ còn được khoảng 3.000 thôi, một nửa thôi. Nếu mà pin mới thì khả năng may thì được 5.000. Đấy. Thì em cũng không có thiết bị đo, nhưng mà em căn cứ vào cái thời gian chiếu sáng của nó. Đấy. Thời gian chiếu sáng của đèn để em xác định cái pin này nó còn dùng được không. Đấy. Thì đây sẽ là những cái cell pin mà em tháo ở cái pin xe điện ra nhé. Đấy. Rồi họ lắp cái mạch sạc xả rẻ tiền cho nên là sạc không ngắt. Sạc với dòng mà hôm khách đưa cho em thì em thấy cái sạc của họ là họ dùng sạc ắc quy. Đấy, họ dùng sạc ắc quy cho nên là nó sẽ không thể nào mà ngắt được khi pin đầy. Đấy, đấy là một điều rất là đáng tiếc. Như là lần này thì họ đã đặt lại pin em đóng. Đấy, em đóng hệ 3.7 và lắp mạch Dali. Đấy là em đã có giới thiệu trong video trên kênh. Bác xem tìm trên kênh để xem lại cái video đóng pin của em. Đấy. Thì đây là cái quá trình mà em chuyển quả pin này sang. Đấy, em tua nhanh để các bác đỡ sốt ruột. Đây thì là cái khiển của nó đây. Đấy, để chế độ on này. Đấy. Chế độ auto này. Đấy, chớp 2 lần là chế độ auto. Đấy. Đây là chế độ nó có 2 lấc, một lấc sáng mờ và một lấc sáng khỏe. Thì nó không đa dạng như cái trước em mua. Cái trước em mua thì nó có chế độ 6 chế độ sáng cơ. Rồi, ok anh em nhé. Hai quả này là 30A. 30A nhưng mà dung lượng chắc chỉ còn một nửa thôi. Thì nó là từ xe đạp điện. Đấy. Từ xe đạp điện thì giờ sẽ chuyển sang là chạy pin năng lượng mặt trời. Đấy. Chắc là cũng ok anh em ạ. Đấy. Đấy, em sẽ chạy thử. Và sau đó là sẽ review lại cho các bác cùng xem nhé. Đấy. Thì video của em độ pin năng lượng mặt trời xin được tạm dừng tại đây. Nếu thấy hay thì các bác nhớ cho em xin một nút like, chia sẻ video. Và những ai chưa đăng ký kênh thì cho em xin một nút đăng ký kênh. Để em ra video thì các bác vào xem ủng hộ. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em nhé. Bye bye.